Hôm nay tôi hơi buồn buồn ngủ nha, chút nữa chơi ngáo thì cứu nha. We don't go to Ravenholm. Một cái map được chế lại từ map Half-Life. Half-Life 2 đúng không nhỉ? Chủ yếu thì map thực ra nó không gọi là khó lắm đâu, mà cái địa hình của nó sẽ dễ gây ức chế cho người chơi. Ok, hy vọng là anh em chúng ta sẽ có thể qua nó một cách dễ dàng. Right. Here we go. Ok, mình đang ở đâu đây? Ôi Anh Vinh gặp từ 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 đang nó đang tụt đang tụt đang tụt. Thế tao thế tao đang giả. Ping ping ấy mà, ping gọi là ping ảo mà. Ê, có gì cầm. Ủa, ở bên nhà đó sao? Ping ảo mà. Bao giờ lúc mà mình login vào Ok rồi cả. đấy, ngon chưa? Ông là cầm lục này. Đấy, hai ông tôi cầm Billy rồi. Thì mẹ mốt quả diều CF đẹp vãi lìn không ạ? Woohoo. Nó còn boss cầm Billy à? Ông để mấy nhá. Để mít rồi mà. Vậy còn vâng sao đông thế. Thằng nghe gì không? Thằng nghe gì không? Ông đừng nói nick không rep, ông để nick tin rồi mà. Ok. Hỏi vàng vãi chưởng. Tôi để mít ngoài mà. Vàng hay không thực ra nó là do mít ông ấy. Không phải là do mít tôi đâu. Phải đó, có boomer ở ngoài. Ao, đau nha. Có gió kỳ đấy. Chọc kỳ à? Đít mày đau quá. Điện sau luôn đi. Cái đường này cứ nhảy nhảy. Thôi để cho hai ông đi trước đấy. Ông cũng nhảy 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 ở trước. Tôi cho việc xong gan luôn. Đau vãi cả cứt. Hunter kìa. Hợp lý. Nhảy ha. Đi viện rồi. Đi viện mẹ rồi. Đằng sau. Gái kìa. Piu kìa, piu kìa. Laser này, laser này. Laser kìa. Gái đâu? Tao trêu gái chứ không? Ông trêu đi, mẹ đéo phải việc của tôi nhá. Tôi đéo quan tâm nhá. What? Mặc dù bây giờ đó là hơn 8:30 nhưng mà anh em thì chưa em. Sau lưng này. Ở đây có đạn này, đôi này. Ammo. Ôi. Ok phải. Đâu? Gái đâu? Đấy đây gái đây này. Nghe tiếng chưa? Chưa, tôi nghe gì đâu. Tôi nghe thôi mà, nhưng mà chắc là mình quả. Cẩn thận nhá, có con gì. Đi về Rocky nhá. Spitter đó, kìa. Spitter đó. Đây là bên trái này. Rocky này. Ok phải, hợp lý vãi. Spitter nhá. Nó ở đâu nhỉ? Nếu mà các ông không nghe thấy gì ấy thì mở cái alert ở trong game lên là tự pháo mà. Thì tôi yếu toàn báo chậm khoảng 1-2 giây. Ông nghe thấy chút 1-2 giây là cái gì đây, gì đây? Đi mẹ tăng à? Ở đâu đấy? Là cái chỗ này. Trên chỗ này thì đỡ làm sao? Tăng đâu ông ơi? Bắn nó thôi, cứ bắn nó thôi. Ông nào cầm molotov ấy. Cho xin khẩu molotov ạ. Tành đầu. Từ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nếu không thấy nó thì anh em cứ đừng im. Nó tự chết. Ôi. Nó ra cái cửa này này, nó ra cái cửa trước này. Tự chết. Ngu. Để nó tự chết đi, để nó tự chết. Đừng đi vội, để nó tự chết đi. Nó đấm kìa. Kìa. À, ở ngoài này ạ. Ở ngoài này ạ. À, ở dưới. Thành wall rồi. Bó thành wall luôn. Nó lên. Ném cái gì là lạ chứ. Ném đi không? Ném đi không? Ui! Đi vào ném mình. Đi vào đây ông đi vào đây ông ơi. Oh my god, tôi bị kẹt. Rồi, xong rồi, tốt.
Ở đó đã đánh như thế rồi. Tạch chưa? Vẫn chưa tạch à? Ôi đi mẹ đi không thế. Nhảy đây rồi vẫn chưa tạch kìa. Này. Tạch rồi, đi ông ơi. Smoker nhá. Có con dịu chém phê đấy. Ông nào biết nhảy bắn đi không? Không. Ông không biết nhảy bắn đi là gì? Tôi đâu biết nhảy kiểu gì không? Có đi à? Thì cứ nhảy linh tinh thôi, bấm nút nhảy là được, gì đâu. Từ nhá, từ nhá, từ nhá, từ nhá, từ nhá. Ê, Hunter! Ui! Tại sao mình bị ngã? Tin kìa. Con mẹ này tại sao? Ông ơi, tôi ngã mẹ rồi ấy. Bóp cần con mẹ ra xem. Chết đấy hết chưa? Oh shit! Chết. Người đông quá thì đừng kêu lên nhá. Tôi sợ dính bom mờ. Tâm tôi chưa chết rồi. Đúng rồi, trên này bắn phụ xuống rồi. Ok. Fine. Ammo here. Giờ mới là gái đây. Đấy mẹ, thế mà nghe từ nãy đến giờ là có tiếng nói rồi cơ. Chainsaw here. Cửa máy này. Ông nào cầm cưa đi. Ở đây có súng chưa? Chưa có súng gì mới. What the hell, dương hoàng. À, lướt the hot. Không, phải đép mà. Rồi, phải đép. Ôi. Dân cao mình. Uầy. Mày cứ. Ôi. Bình tĩnh thôi, xong cầm tỉa đi. Con Rocky nhảy đi ông. Chết. Smoker đứng. Ôi đi về lại bị rồi. Rồi anh em ơi, đẹp. Không hiểu con Boomer ở đâu gần. Boomer đứng trên nóc. Mẹ nói chứ, cay đấy. Gái đâu nhỉ? Que. Thôi trên đây này. Trên mắt là địa hình, mẹ khó chịu thế. Holy shit. Đã trong xếp rồi. Ôi trời ơi. Giết ngay mà. Đừng, nó chém tôi. Có đi. Chết chưa, nó chết chưa. Tử chết đấy. Tử chưa. Chết rồi. Chết rồi à, hợp lý đấy. Tớ bót cái bảo nào. Bót kia. Tớ vào đi. Don't make me come out there for you. Oh yeah. Bót ngáo mẹ rồi. Sao con bót nó cứ chôn chôn này nhỉ? Quit screwing around, let's get inside. Nó bị thế kiểu. Oh, hell ok, fine. À, không phải. Nhìn nhầm. Có cái gì đấy? Chị đã mở cửa nhanh kìa. Mà 4 map kìa. 4 map thôi. Nhưng mà nó khá dài và khó. Thật nào. Vừa giết con hàng lên này, đồ đầy. Ô, bot không mất máu á hả? bot được đánh. Đi về bot vãi lìu. Đấy, kít nè. Kít nè. Nhập rồi. Ở đây có full được survivor à? Ơ kìa. Kì mẹ ngã dưới. Không sao, có mất máu đâu. Có ông ơi, mất. Rồi, bot mất máu rồi. Mất 6 tiết, tức vãi rồi. Cẩn thận nhớ, alarm ca đấy. Có con Rocky, nó ở đâu nhỉ? Nó ở đâu ta? Rocky đâu nhỉ? Sao nó lại rình mò trong nhà rồi? Mẹ nó đây này! Có tiếng Hunter rồi. Tiếng Hunter nữa, Mẹ cái map đi... gớm quá đi à? Vậy như mày bắt mình tập parkour ấy. Cái gì ấy? Cứt. À, có súng rồi, hợp lý. Bài bom này. Cầm thôi cầm rồi. Đi mẹ lại gái.
Thường thôi. Rê con mẹ mày ly. Rê con fucking ly. Reloading. Tui ra. Tui ra. Ôi, ôi. Ăn lồ, ăn lồ, ăn lồ. Đi mẹ ăn cướp rồi. Vàng mẹ máu lứt. Ơ cày. Tao hiểu cảm giác tôi là trước rồi đấy. Ở đây có piu, mày quá. Ơ có ai vô kìa. Megalodon vãi cứt cả mắt thì tiền sử luôn. Tên chất lư. Kệ thôi, chắc là nó ở bên ngoài. Nó mặt mình rồi. Ơ thì mẹ chưa chết à? Chết chưa? Đây có băng đun này. Cả liều. Thằng mồm nó. Trên gác à? Có đường nào nhỉ? Cái gần gần. Ô ô ô. Tăng à? Vãi lìn. Đi 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 đi. Uầy. Ai đào đứng ngay cạnh ông Dương. Tăng ở đâu đấy? Ôi! Owen này. Ôi đi mẹ, được được được. Em xin lỗi ạ. Em xin lỗi chị ạ. Chạy chạy. Ôi nó sao, nó sao? Đi mẹ trên ở dưới thì tăng, trên thì Wit thì chạy thì đi đâu? Vãi cứt. Tôi trốn lẻ nha. Ôi, ôi đi. Nó vô đây. Nằm mẹ rồi. Đấy ở đâu? Rare fucking Lee. Nó kẹt ra luôn rồi. Mày bác có sốc kìa. Rồi chết. Có sốc đấy, có sốc đấy. Bạn chết rồi đi đã. Tăng chết rồi, tăng chết rồi. Đi mẹ, mình vừa mới đi vào. What, what the fuck luôn. Từ ngoài này kịp tụi nhà. Ok fine. Hợp ý. That'll keep me tight. Đâu gái đâu? Chắc chết rồi, đây này, đây này. Ông nào shotgun ra tỉa đi. Cái mẹ gớm. Shit, that bitch getting angry. Giết nó. Mẹ, vãi cả nện. Vãi là ra nện như thật. Well, cái map này đi như parkour vậy trời. Đây có spa này. Đâu, 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 đâu. Xin quân. Ở thang máy đi anh. Lên thang máy không ơi, lên thang máy không ơi. Hay quá. Ui, trên đầu đấy. Ui. Đau. Ủa gì kì vậy? Đau vậy trên nóc cơ mà. Đau vậy cứt. Ông bắn khẩu gì mà đau. Khẩu sniper này mất cái 9 máu một phát đi mấy. Khẩu military 10 máu. Ăn một viên spot vào người thì chắc là hai chục. Mất trên nóc nhà kìa. Thử luôn nhá. Thôi 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 thôi, mày nói thế ai đỡ ai thử. Nói thế ai thử. Gớm quá đi à. Ôi ông ơi lại gái. Đi xong này ông ơi, đi xong này này. Ông này nhạy gái nhở. Gái chưa gì đã nghe thấy rồi, tôi chả nghe gì. Về tôi. Em à thế. Mày nghe hơi bị tốt. Thôi em à thế đấy. Kéo. Em à, tụi nó chơi chơi kiểu này nó mặn bắt mặn lắm. Chát. Cắm cắt hải nó mặn bằng. Đây là Ska này. Có con gì tôi nghe đấy hết mà. Rồi cầm Ska được. Ska bắn sườn. Hà ca với cùng với một suốt rồi. Boomer nhá. Boomer với cả Rocky. À với cả... Watch out. Chết này. Gì đây? Ủa, cái gì đấy? Xong rồi à? Quái! Đi đến cái nóc nhà. Mẹ xong rồi. Ông ấy đi đường nào? Cho tôi xin ý kiến. Đi 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 xuống dưới này này. Rồi nữa còn Rocky đấy. Thì mẹ nó đây này. Nó đây này. Hợp lý. Mẹ gái ở đâu nhỉ? Mẹ tôi nghĩ nó ở cách mình khoảng tầm 30 trượng. Với cả 30 trượng hay chữ surprise gì á, gắn. 30 trượng là khoảng vài, khoảng 40 mấy mét thôi. À 60 mét thôi. Đây này. Nói đấy, đấy. Đâu 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 đâu. Nó đi speed kìa. Đi mẹ. Nó leo lên đấy, nó leo lên đấy. Ui. Chết rồi, chết rồi, chết rồi.
Con gắn gì hay quá. Đúng rồi, nó bắn lên xăng này. Bên này có gì không? Bên này không có gì cả, hợp lý. À, đi mẹ chứ gì, máu vàng rồi. Hàng này. Ờ, có pill này. Con đớp, con hàng này. Con hàng xịn nữa, có 4 đồ luôn. Quá. Kìa. Ôi, vãi cứt. Ok. Đéo kịp. Hay quá, phải bom. Về đéo đi. Đi hay quá. Kia cứ đứng ở chỗ đông đông nhỉ. Chịu, chết không đi. Mẹ, đưa tin teo, zip. Lùi cho ném lô. Ôi trời. Ui giời. Ý mẹ, hắn nguyên đấm. Ta chơi đúng kiểu Sparang là The Fucker. Map này nó hẹp. Map này hẹp với lịp. Cho nên là chả biết đâu một lần. Ôi. Lùi lại. Đấy đi mẹ. Quay. Được, combo, được. Cho kì kìa. Quay cất. Ngồi nhá. Gươm đi. Đủ ai dễ cứu á. Hey, get your ass up now. Come on. Vừa mới bơm máu xong thì mẹ vàng khè. That hit the spot. Oh, thanks. Tức thế. He beat my ass fair and square. Cho xin. Con khổng xuất ra đây rồi. Cho xin và pew cái ông mẹ. Ông nào mong đầy máu cho xin pew cái coi. Thắng hè, cho xin pew cái coi. Ông gì đấy, ông xem gái kìa. Ít mẹ. Ông gái là người chắc là người Việt Nam ấy. Kinh thắc. Ô vãi cái gì vậy? Ờ chắc thế. Quên. Quả đó thì lành rồi bóp phải khung gỗ phát trượt. Không quả đó thì lành bóp phải khung gỗ phát lên trượt. À mày quá đi mẹ đến xếp room rồi. Hợp lý vãi cả cướp. Vãi ở bóp khung gỗ đây, đứng chỗ này là tớ khung gỗ đâu. Đây này, con khung gỗ này này. Vậy là anh trượt phát ra chỗ luôn. Đang đứng ở cái chỗ cầu thang này. Tự dưng thấy con Hunter này kêu khung gỗ. Hunter. Cái hẳn súng vào người bắn đi mẹ chết rồi hả? Hợp lý vậy lên. Khung gỗ. Khung gỗ đấy, khung gỗ đấy. Ờ nó lét là game luôn rồi. Không hiểu sao. Wow. Một mình ông mẹ thằng ông cân hết cả tăng ạ. Vãi cả luôn. Nhặt cái gì? Cái gì cần hết? Mẹ ông mình ông 4400 máu tăng ạ. Mẹ. Đâu cứ ném lửa mà. Đây, laser này lấy đi. Laser này. Rồi đi ra ngoài nhá, xong chưa? Ok rồi. Cái gì đấy? Ê, từ từ. Khổ là khổ lần nè. Kíp. Yeah, còn nó rơi kíp ra kìa, nhặt đi. Rơi kíp ra nhặt đi. Đúng rồi đấy. Đồng cái ném cái đấy ra cho nó đỡ ngứa mắt. Ờ, thế cũng được. Hợp lý mới được. Ờ, có một top kìa. Có full hết rồi. Gì đấy? Tôi ném cho để tôi nhặt Molotov. Ở đâu rồi? Anh nhặt Molotov rồi. Yes, mẹ. Có ra mình vừa phí công ném bot nhặt kìa. Phải bom à? Vãi cứt bot. Ha. Ê mẹ. Bot này có phải bot lúc mình này. Ông ơi, gái nhá. Khó kìa. Gì mẹ nhanh phải luôn. Vừa ra cái góc gái. Đừng có đụng con gái, incom đấy. Lại mày đấy. Tao. Đi kìa. Ô, có đi dốc đi. Cứu. Ôi, boss này. Ôi kìa. Đi mẹ boss Gucci. Ôi, thôi, xong. Double combo. Con đi dốc kia chơi thế thì không ra chơi để nó cả. Bỏ kia. Đồng lõa với nó nữa. Ơ kia cháy. Vãi lột. Đi mẹ tôi đi vào được cái chỗ đó sau gian nan nhỉ. 37 máu này.
đi mẹ con bot kìa. Đi mẹ bot. Con đi bot này nó đứng ở đây, đây nó đứng nhìn luôn. Được. Mẹ bot này vào. Ra kiếm ông thì mẹ mình đi vào lửa chết ạ. How you want? Cover me please. Cái xe vào đây có tục lúc in đâu bỏ rồi đi qua lửa. Không phải. Công cảnh quá. Công cảnh quá. Đi đằng trước chả thấy cái gì. Ông ấy cứ ở sau đào hết. Mày đây có sốc rồi này. Anh em xử lý hơi sợ hơi tí. Sợ hơi gì, ông ăn may thôi. Ở đâu bị chốc kia cưỡi xem. Trời đấy, sang cơ kìa. Cho giờ đâu đây. Lui. Quay lên. Ném phải nói chứ ông. Ném không nói rồi đâu. Tôi ném đâu. Đi mẹ đứa nào ném đấy. Đi mẹ con boss ném à. Đâu, ông Dương Hoàng ném chứ. Không. Tôi ném được xong rồi đây. Tôi đang cầm đây mà, đã ném đâu. Mẹ ai ném nhỉ? Hay là bắn nó bình mà đây có bình xăng đéo đâu. Có con gì nhỉ? Tôi lấy bình xăng ra chứ không phải đấy. Nãy còn cái bình xăng đấy đâu rồi? Đó, rồi đẹp. How the fuck you could have got there? Thằng làm nào? Dương làm nào leo đấy? Ao. Mơ kìa. Đây, ở đây có cái chữ thập này, đứng lên chữ thập lên. À, thôi được rồi. Chết rồi. Ô, đây đông này. À, sorry, đi mẹ xa đấy mà trúng kìa. Quái. Không sao đâu, có mất máu đâu. Hết chưa. Ý, mẹ do này mất máu nhiều thế nhở? Tức quá. Từ rồi. Hunter. Sao đây? Phải nhanh. Reloading. Từ anh em, cho ông thắng chém thoải mái đi. Chú chó sẽ móc qua nó đứng dậy ngoài. Cầm mẹ spat mặt nó xuống. Ơ à, đâu rồi? Đi rồi. Lên ông ơi. Đi thang máy rồi nào. Go. Guns here. Có mỗi spat kìa. Mỗi spat rồi. Đi có gì đâu. Đi. Đi dưới à? Đi mẹ tưởng đi lên. Có con boomer ở dưới. Đi mẹ đứng không ơi. Xuống em bị nhổ hết này. Tôi thề. Xuống là ngay bị nhổ này. À, hợp lý. Kìa. Đấy, nhìn chưa, nói lại. Đấy, đi rồi. Láo tuét. Đây có bom molo tốt này. Có cái chú Bill đây này. Đa gơ kìa. Đứng trong nhà đép này. Mày đang lấy phải cập tỉa. Reloading. Đi ra ngoài này à? Không ơi, ra ngoài này à? Chỗ này nhưng có được đi không? Đâu không? Đâu không? Quê. Để tôi cảm tưởng có tăng không? Oh shit! Ngã! Ok. Phải lều. Thế phải có cái build này. Build ở đây. Cảm luôn. Hey, we might need these. Sinter ở đâu đấy? Đấy. Ngay trên đấy. Tại hí 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 hí. Ý mẹ, incoming suốt đấy. Chết mẹ. Kỳ đâu nhỉ? Đây này. Ow shit. Trời ơi. Đi mẹ vụ trượt ông ơi, nó bị vụ trượt. Tức thế. Reloading.
Cày vai. Ở đây có cái build này. Nhập rồi. Nhanh thế. Xuống này. Chỗ này cẩn thận lag này. Còn quay ai đấy? Ok. Go 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 go. Healing. Tôi. Đi mày đi uống nước à? Ôi. Tôi cảm thấy đéo ổn rồi. Tank ở đây là ngon lắm đấy. Về tank ở đây thì khỏi chạy luôn. Áo. Không gì vào mặt thôi mấy. Ném bài bom ngon. Ơ thì phải thế mà bị nó chém trúng. Lên rồi, không xuống nước nữa. Yeah. Địt mẹ. Mấy con có mấy effect nó khôn lắm đấy. Thì mèo đi vòng qua sau lưng mình cơ. Đây, mình cụt nạn. Khổ vậy, thanh niên vừa vào bị túm. Thấy mẹ kít rồi. Như ra là này chạy không nhỉ? Chắc thế. Oh, súng này. Ở đây có Uzi này. Toàn súng đều. Magnum này. Toàn súng đều. Bỏ qua đi. Cũng dơ hoàng làm gì được im kìa. Cứ đi. Thôi cứ đi, ông ở bỏ ông ở lại. Ai nữa làm thế. Nghe cái gì chưa? Nghe gì chưa? Tạnh đấy. Nghe rồi. Lùi lại anh em ơi, lùi lại. Oh my fucking god. Vâng, một cái người cầm molo thì đang đã. Smoker kìa. Kìa. Mẹ cần thấy á. Cầm molo thì là AFK. Tôi cầm molo này. Bùi đi mẹ boomer kìa. Tặng ấy, nó sẽ vào đâu. Rocky. Hey. Tặng nhá, nó đâu đấy? Nó dưới chết. Tặng dưới chết. À ok đây. Chết đấy. Woo. Này trời ơi. Solo. Thôi đừng không. Mẹ nó. Có đường đạn của tôi bây giờ. Ui. Ai đại. Đi rồi. Fuck off. Cái đấy là cái tội lăng xăng đấy. Đây lấy kit này. Thank you. Tội thế. Ta đã bắt mày sức mặt. Gì ấy? Đâu? Đi mẹ. Loại đấy cả hết. Tiếng gì nhở? Thề luôn đâu, quyết thục spam đầu rồi này, chả mấy chấp được chết sớm này. Đi mẹ quyết nhá. Không phải. Chắc là nghe nhầm. Ồ, nhặt được cơm dao, ngon. Toàn piu này. Không nhặt được cả piu. Chích này, một đống đồ này, pipe bomb này, molo này. Xả chích cái. Súng này. Rồi, nhặt một 4-1 rồi. Đứng yên. Nhặt sóc. Thank you. Ủa này, nãy tôi thấy có cái sóc đây không nhặt à? Chết mẹ. Alo, chạy. Không ai nói gì cả. Nhặt rồi, nhặt sóc rồi. Thank you. Tôi nhặt sóc rồi. Tại cái chạy này. Bấm nút và tắt khiên này. Rồi, chạy. Ô mày. Chạy đi đâu? Chạy đi này. Chạy đi. Bên nào, chạy bên nào. Mày biết trước hay sau. Bài bom ra. Chạy loạn lên ạ. Ông Dương Hòa, bài bom ra. Đâu rồi, bài bom đâu. Bài bom. Mẹ rút mà, ném trà đi. Rồi. Sẽ buồn nữa. Rồi, xong. Ném trà cho lửa chứ. Cái đỉnh mày. Ném thế này thì đỡ làm sao. Chặt trước chặt sau. Ông nào ném quả mô tốt đỉnh hết. Sao sợ. Thôi đi. Thôi xong. Rồi thành niên. Đúng vào mắt thành niên đấy. Ném mô tốt vào này. Chạy đi. Ném mô tốt vào sau.
Ok. Đấy, ném rồi, ném rồi. Thẳng B. Thì mày vừa lâu vừa tốt ông kia ném bay bom ra. Đâu. Bay bom để chạy lên trước. Ôi thôi xong cứu tôi. Oh my god. Này. Ăn bill áo, đây là có bill này. Cắn tiêu, cắn tiêu, cắn tiêu. Quay đi về sức Peter. Nó nhổ phun vãi. Giờ phun trước rồi. Mẹ nó nhổ đấy thì đúng rồi đó. Ôi. Ông ấy đang hết máu á, đừng nhổ đấy. Hai Hunter kìa. Ôi gì đấy. Quay. May là bị mất. Ôi ca này. Ôi. Dạ. Ôi đi mẹ xong rồi. Đại Hunter rồi. Ôi ông ơi, ông thắng chạy đi. Ông kia chạy đi. Chạy đi. Ôi sao chém nhiều thế mà không chém. Đi đi. Thôi đâu, cứu con tèo đấy, thấy chưa? Cho chết rồi sốc. Cứu kéo là không được đâu. Đừng con máu. Đó lên đây. Máy. Hẹo rồi. Sốc làm gì, không cần sốc, đi về đi. Chạy đi. Một cái sốc đâu nhỉ? Sốc tôi cầm mà, tôi chết mẹ rồi. Chạy đi, cứ chạy. Đây. Về xếp thì... Ôi, đừng sốc kiểu gì. Sốc này, quá bỏng, không phải chết tôi à. Thấy chưa? Bọn tôi đi chậm rồi, ông chạy nhanh. Đã hết sốc, à, đã hết sốc trời. Cây đỡ vào mắt à. Mười mấy mỏi, để chết rồi. Nữa. Hey, don't worry. Về xếp à, về xếp rồi, ok rồi. Bắn đi, bắn đi. Về xếp rồi. Ok. Còn thiếu cái gì không nhở? Đấy, về xếp rồi là hết mà. Tôi mười mấy máu, tôi không có lên tiếp được nữa. Ờ, ông ai nhặt hết súng ẩn? Ô, kit này. Kit ở đâu, của ai đấy? Ông đớp đi, ông đớp đi. Đông chân quá. Nhanh kéo. Nhanh kéo nó ra. Đệt mẹ. Get inside. Nhanh nào. Vừa về đến xếp rồi còn bị một con nó vả. And don't waste this by getting pounced on or something. Ôi giời, đi kít ngoài đó. Kít đây đi đoạn này tới xếp nhanh hơn đi quẻ. Thì nhanh lành quá, cho ta mới trước mặt phát là ngon đấy. Mẹ quả đấy. Ok, chúng ta đi móc cuối cùng. Đáng mệt thì nhiều giờ không có kít rồi. Đáng vãi. Phạt những cái tội ném mô lô vớ vẩn. Ôi đập mẹ đập đi. Ô kiếm khẩu AK đâu đấy. Cái gì đấy? Vừa mới ra đấy. Thì mẹ vừa ra tự dưng là trúng đạn rồi. Tôi đang bắn zombie cơ tự dưng đều thấy nếu hiểu sao ấy. Có cơ. Vãi lều. Ôi tạm ra kia có kit mà. AK vừa lại đi đường nhặt được. Ôi ra đây sao ra đây sáng thế. Ở đây tụi I'm reloading. Sáng cái chưa cho xuống. Đau. Mẹ đau. Thì đây, ông này sao chưa gì xử lý kiểu gì mà toàn máu vàng, máu đỏ rồi. I don't know. Ủa? Nhớ là mọi người đi trước giết zom hết rồi mà sao vẫn máu khỏe quặt kìa. Đấy hiểu. Tôi chả hiểu luôn. Hai molotov này. Rồi, tìm rượu đẹp nè. Thế là boss. Trên này đẹp vào này, ông ơi, trên này đẹp vào này. Trả bù cho boss. Ông này thì chưa đi gì đã máu đỏ, trả bù cho boss. Mặt đấy. Cái gì cơ? Chỗ này được không? Trên đầu rồi, trên nóc nhà đây đấy. Nhảy. Đi trên nóc nhà rồi xuống đấy. Đi ra ngoài cho thoáng mát sáng sủa chơi cho nó mới máu. Ngoài này trông có laser này. Leo lên kia. Lấy laser rồi. Leo lên xe lửa này. Ờ leo đây này. À, sớm thế. Rồi ra ngoài chơi cho mát. Mát vẫn luôn. Phong cảnh đẹp. Chơi chẳng có đéo. Ơ, sớm biết tao. Ngoài này.
Thì đối là thằng rào này cơ mà. Trên này mà bị hạ thì smoker là kéo gấp này. Yes. Ya, kia speed ya. Bắt ra. Thôi đi hết lên hàng rào đây. Cả này nguy hiểm quá. Chia ra ba người đứng ở trước đầu cuối. Còn đẹp được mà. Dốc vào dốc kia kìa. Dốc kia thằng rào rồi. Đây đây này. Đang hỏng hết. Tỉ phải bắn đéo chút. Vãi luôn chấm thắt thua. Rồi ơi. Chấm thắt thua vãi cả đài. Nào đỡ luôn. Chạy chạy. Bắn đi. Chạy được đi, bắn đi. Cái bóng được hòa. Teo rồi. Ôi lên hàng rào, hàng rào. Chết mẹ bạn rồi. Lấy đà này. Nhưng dính dính ở đấy không nhảy đâu. Thôi đi về đâu chơi. Đi mẹ con Slither. Đây này tôi hướng dẫn cái này. Thôi khỏi hướng dẫn đi. Té. Đây tôi hướng dẫn cái này, nhảy vào cái xe này này. Đấy. Nhảy qua xe này này, xong nhảy ở đây này. Đi mẹ chuột. Vãi. Gì đây? Đang bắn qua. Chuyện gì xảy ra đây? Holy boy! Ra chắn rồi đấy nhỉ? Hơi đông nha! Đem hai ba chỗ liền ạ, quái cứt! Tăng tiếp này! Cầm một tốp này nó đi. Toàn thấy lưng của ông Thắng chả thấy cái gì. Ném đi. Đi về ném thế. Đi rồi lắm. Ném thế à. Hai tanh. Mẹ ra đây nhặt kít này. Ôi giời, một lô này là chính dính hai con hết. Phải lo. Ôi dính rồi à, dính cả hai luôn rồi. Thấy có ai đang nó bay nhỉ. Ai bay đấy. Úi giời. Cái gì ấy, tự dưng chết đấy. Một con chết rồi. Đấy, ném Molo chết luôn. Vãi cứt, đi mẹ may hết mình tránh ra kìa, tránh ô tô. Đi rồi. Té. Xe lửa cám bây giờ. Bắn thế mà đéo chết sở bốc cơ. Đéo. Đây nó quay. Cứu rồi. Yeah. Yeah, xong rồi. Woo, finally. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành map We Don't Go To Ravenholm. Nếu như các bạn cảm thấy gameplay của mình hay và giải trí thì để lại cho mình một like và comment ở bên dưới. Subscribe channel của mình và share video của mình để nhé. Bây giờ, xin chào các bạn. Bye bye.